Ná bó. Được tròn chảo. Đảo thật đều. Sao. Từ 1 đến 5 phút. Tròn khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được. Rồi ta bắt ra. Ná bó. Sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra, đổ rượu, cho đều. Ta dùng thìa đảo lá thật đều lên. Dụng cụ vòi lá gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và trộn đều, ra xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô. Dùng thìa dán mỏng vuông góc bốn cạnh của lá lại. Sau đó ta quấn bốn đầu của tấm vải xô. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sữa của trẻ học sinh, ta lấy khéo cắt một đầu ra. Mở cái túi dán mỏng mở cái túi đều tay và ra xúc lá từ trong chảo cho vào túi. Xóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Ra quấn một đầu của túi lại, dán mỏng vuông góc đều tay. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm giấy hoặc một tấm ni lông đặt mặt ngoài. Người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được, với đáp vào vị trí bị bệnh. Qua hình ảnh trên phim chụp thể hiện bệnh nhân bị gãy 1/3 xương chày và xương mác. Hình ảnh xương chày gây dập bóc tách nằm như mảnh xương đẩy ra ngoài, kết hợp hình ảnh xương mác gây vát. Sau khi thuốc xem phim rồi đưa kỹ thuật nắn và đi bị nẹp, sau đó nhà thuốc sẽ bó thuốc nam cho bệnh nhân và cho bệnh nhân về nhà uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng 1 đến 2 tháng là xương của bệnh nhân sẽ can hoàn toàn, và sau một thời gian điều trị và tập luyện, bệnh nhân có thể đi lại, cử động và làm việc, mọi thứ được bình thường.
thì gửi bao nhiêu ngày đây? 12 của quận như vương của Vân Thờ đúng khoảng một chân ạ. Đấy là do Vân Thờ là dằm các cụ đúng không? Hai phương nhận bắt vương. Đặt đúng vùng đó. Chân bên dưới. Ba hôm tức là ba hôm rồi nó. Hôm nay bao nhiêu hôm rồi? Có tối 12 đấy. Bắt mổ à? Cái này thì chị ở viện là mổ rồi. Nên một tập bó nó không phải mổ. Nó mổ có thấy hoang mang không? Bác ấy bởi vì ông Trung Xuân Hồi gọi là trước ông bà mẹ có người bó đây mà mách như vậy đây mà. Ở viện này giới thiệu đi mổ mổ cái trên này. Nó chụp cái nào mổ à? Hôm nay mới kết quả mổ ngắn này ra và cậu ra sáng nay rồi. Sáng nay bắt đi mổ rồi. Này bác bị gây xương chày và xương mát, gây đập đấy là cái này còn nhiều gây bác này. Bác thân sinh được mấy anh chị nhỉ? Có hai cháu. Đây có con gầy đầu đây, hôm vừa đi sinh một đứa cháu 67 tháng. Trong năm vừa bay về đúng không? Cháu để chăm mẹ đi mổ đúng không? Đâu? Ở đây nhà anh có mạng không anh? Đây là cái móng tay cháu, đặt đâu? Chị kia là chồng đâu miền Nam mà xa đấy hả? Thì là nắm ăn ở miền Nam à? Xa hết nhỉ. Hôm đấy có sưng thế không mẹ? Hả? À, đứng xem cái bác đứng nhìn cái kia. Bác không nhiệm vụ đứng ra ngoài đi. Để nguyên đẹp không à, đơn giản không à. Thank you.
Con trai đâu mà không ai đi? Đi xe máy thôi. À, con trai không đi xe máy à? Anh ơi, anh đi đây kìa. Trẻ hết. Trẻ đấy. Người là người trẻ cái tuổi. Viên là trên mổ ra viên đứt mổ không viên chân ra mổ viên đó. Mùa này đâu khỏe lắm, với cái hàng hai xương này thì đến Tết này chưa khỏe đâu. Mổ thì nó thêm vết thương. Bó lá thì quan trọng là người thầy thuốc phải nắn chỉnh cái xương vào. Xong bó thì rất nhanh. Bó lá thì tùy thầy, còn thấy nào bó đâu. Vấn đề là phải nắn cái xương vào. Nói chung là bó khỏi nhưng mà bị chảy xương. Nắn nó vào này. Cô Phi này. Anh vào cái kia này, ok này, kiểm tra luôn. Quần ống ấy, mày quần những người này, mặc quần ống ấy, nhìn thấy đâu, quần ống mặc đang mát thì sao? Nó phủ thuốc mà dần thuốc mà. Kim thì biết cho đâu. Bác nhá. Chúc các cháu hạnh phúc nhá. Chào các bác ạ. Hôm nay xuống hoàn thiện hình ảnh của bác về quá trình ngày trước bác bị gãy ngón 3 xương chày và xương mác sau 1. Từ đó bác đi lại bình thường chưa? Bình thường rồi. Bác đi qua một vòng dài tít đằng kia nhá. Dạ. Đi dưới đường nhà con. Tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Hôm nay nhà thuốc xuống hoàn thiện ghi hình của nhân.
Bác đi con một vòng nữa bác nhá. Đi con vòng nữa, bác quay đi con một vòng nữa. Bác đi hết cái dạng xả cho con. Đi dạng dài cho. Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường, hôm nay nhà thuốc xuống ghi hình để hoàn thiện video. Ngày trước bệnh nhân là bó bột nhưng xương không liền, còn nhạch nhiều. Sau khi bệnh nhân về nhà thuốc, được thuốc đắp thuốc và cho uống thuốc nhanh liền xương. Hiện tại hôm nay nhà thuốc xuống ghi hoàn thiện hình ảnh, bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Đi lại rất là tốt. Chào bác ơi. Bác ngồi ghế đấy. Bác đi là hoàn toàn bình thường. Nhưng ngày trước bác đi đâu mà bác gầy chân thế này? Treo trên phản quét mụn nhện. Cua đằng đuôi chúng ta dạy bởi vì trên cái phản nhìn xuống sợ ông thủ phản đã nữa mà. Trên video kịp nói là ông thủ phản. Hôm nay con xuống hoàn thiện hình của bác luôn, bác đi là hoàn toàn bình thường nhé. Thay mặt nhà thuốc để con cảm bác nhé. Chúc bác luôn khỏe nhé. Vâng.